công bằng ở đâu, chân lý ở đâu, tôi đòi là hết. Và những ai hại tôi, những ai âm mưu đối đầu với tôi, những ai hại dân hại nước, những ai có kế hoạch để làm những trò bẩn thỉu với tôi, từ từ tôi đòi lại hết. Tôi không hăm dọa ai hết, tôi chỉ nói những cái gì tôi nói. Còn lên mà chửi rủa tôi, xúc phạm tôi á, hãy đợi đấy, trái đất xoay tròn. Cho nên quý vị ơi, quý vị đừng có trách tôi đã chửi tụi nó. Mà nếu tôi không chửi tụi nó thì tụi nó sẽ không bao giờ lộ diện ra cho chúng ta nhìn ra đâu quý vị ơi. Một mình tôi thì không thể nào mà lên nhỏ nhẹ thùy mị được quý vị ơi. Tôi phải vào vai diễn. Quý vị nghĩ đi, bao nhiêu ngàn tín đồ, bao nhiêu tổ chức trong tay tụi nó, từ trong ra tới nước ngoài. Và nó cấu kết những thành phần nào, cái cuối cùng là gì? Đi móc túi người dân lương thiện và làm chảy máu tiền ra nước ngoài. Như vậy thì tôi chiến đấu đúng hay sai quý vị? Có những cái ngày tháng rất tồi tệ với tôi. Tôi chất chứa bao nhiêu cái nỗi sầu riêng một mình tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, là bởi vì tôi quyết chiến tới cùng. Ít nhất tôi cũng lôi đầu được tụi nó ra để ngăn chặn cái sự lừa đảo, dối trá với cộng đồng trong và ngoài nước. Đó là gì? Đó là sự bất thường của tôi. Tới giờ này tôi vẫn tự hào rằng tôi chưa bao giờ sống dối với lương tâm tôi. Bởi vì tôi yêu đất nước của tôi yêu những con người lương thiện, và tôi yêu những con người đã quá tin vào sự cuồng tín đối với thằng Võ Hoàng Yên và cái tập đoàn lừa đảo của nó. Cho nên quý vị ơi, tôi đã gào, đã thét và tôi đã đụng chạm rất nhiều. Tôi không cam tâm nhìn người ta tán gia bại sản vì cái lũ mất dạy này. 50 tuổi rồi, bỗng nhiên quý vị biết tôi là bà Nguyễn Phương Hằng. Chứ trước đây quý vị có biết tôi đâu. Vào đúng thời điểm đó, thời khắc đó, tôi phải xuất hiện để quý vị biết đến tôi. Họ có 100.000 lý do, 100.000 lý do để thương tôi và có 100.000 lý do để ghét tôi. Nhưng không sao hết, đó là những cái gì mà nó phải xảy ra trong cuộc đời mình, bởi vì cuộc đời mình là một lập trình có sẵn rồi. Tố cáo thì quanh xúc phạm tôi ở PC02. Mà tôi nghĩ rằng là tôi ở tù 18 tháng cũng đã quá cay đắng rồi. Suốt 18 tháng qua có ai làm thay tôi những cái quỹ mổ tim không? Tất cả những người này được tôi cho là bị hại, hay là thật sự trong thâm tâm của luật sư họ là phá hoại hay bị hại? Bị hại là nhân dân, là những trẻ em nghèo bệnh tật, chứ không phải là đây là bị hại, đây là phá hoại. Thì rồi đây tụi mày sẽ thấy rằng là những gì Nguyễn Phương Hằng tôi nói, nó sẽ đi theo trình tự đàng hoàng. Và bên hông cái thang máy là cái kiến soi mặt. Có khi tôi ra khỏi nhà thì tôi soi mặt cái kiến này. Đó, cái kiến soi mặt đó quý vị. Đó, rồi kế bên là cái thang máy. Rồi bên đây là cái thang bộ đi xuống, có cái hình của tôi đó. Đó, hôm nay quý vị được giờ dịp chiêm ngưỡng cái phòng khách nhà tôi. Ở đây cũng có một cái tủ rượu nha quý vị. Tôi cũng trang trí, cũng trưng bày. Đó, quý vị thấy không? Tôi điệu lắm. Đó, từng cái bó hoa, từng cái biết xài, biết hưởng thụ lắm nha quý vị. Đó, quý vị thấy không? Tất cả những gì rất thật, rất chân thành nha quý vị. Chị Hằng sẵn sàng đi ra tòa vì cái tội em vu khống đó. Chị Hằng sẵn sàng với chăng chơi không có chạy nha, đặc biệt là tôi chơi không bao giờ biết chạy. Nhưng mà khi mà tôi mà đã quyết chơi rồi á, tôi bỏ mạng tôi cũng chơi nha quý vị. Có những người chửi tôi á, tai tôi không nghe, mắt tôi không thấy thì tim tôi không đau. Nhưng khi tôi đã quay lại rồi thì tôi cho dính tường. Quý vị thấy không? Con Hàng Ni là một thí dụ. Lên chửi tôi mỗi ngày, công kích tôi mỗi ngày,
Có khi tôi không buồn nhắc đến một thời gian, nhưng ngày hôm nay chân toát mồ hôi. Mày chạy khỏi được anh Quỳnh Quy Dũng á, tao kêu mày bằng má hàng đi. Vì tất cả những gì mày làm mày nói mày đều dính chưởng hết, mày dính tường hết. Khi người ta không nói á, mày tràn lên mày tấn công ha, mày tràn lên mày tấn công. Mày nghĩ rằng nhân danh bà chủ của khu du lịch Đại Nam và trường đua Đại Nam, tôi và anh Quỳnh Quy Dũng luôn tâm huyết dành toàn bộ lợi nhuận cho quỹ mổ tim Quỳnh Hằng Hữu. Từ ngày 12 tháng 10 năm 2018, ngày tôi chính thức nhận vị trí giám đốc quỹ từ thiện Hằng Hữu, tôi càng nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin mà anh Dũng đã trao cho tôi. Và không có gì cao cả hơn là được quý vị, quý du khách yêu mến Đại Nam và những mảnh đời nghèo khó bệnh tật chia sẻ cho cộng đồng xã hội. Đó là đóng góp to lớn của quý du khách cho Đại Nam, và những mảnh đời đó là điều mà vợ chồng tôi. Bây giờ sáng ông Dũng chưa về đến nhà. Tại sao? Tại ngu chứ tại sao? Trời ơi, tại vì ngu mà còn đi hỏi tại sao? Nếu như ngày mai tôi có như thế nào tôi cũng không hối hận. Có thể là một mình tôi đau đớn, nhưng mà sẽ rất nhiều người không đau đớn. Tôi thấy tôi làm đúng, tôi không có sai. Bởi vì tôi chứng kiến mấy em nó bị hành hạ nhiều quá, tôi không có cam tâm. Tôi nói câu này thì giữa trời giữa đất, lương tâm tôi biết, trời biết, đất biết. Mẹ ơi, có thuốc nào chữa được vết thương trong lòng thì không hả mẹ? Hai, cầm hiếp. Đây, quý vị ơi, Hữu đây. Đây, cầm đi. Con chào tất cả quý vị đang theo dõi live stream của mình. À, hello mọi người. Quý vị có thấy không, mỗi lần tôi khóc là có một sự kiện. Và tôi đi đến đó, khi tôi bước chân đi đến đó trời nắng chang chang. Nhưng khi tôi bước chân đến đó vào cái lúc mà đông cực kỳ thì bỗng nhiên trời đổ mưa. Ngộ không quý vị, trời nắng chang chang, tất cả những người có mặt ở Thiền Am cái ngày đó đều phải biết, trời nắng chang chang không có một tín hiệu nào, bỗng nhiên trời đổ mưa để dọn đường cho tôi đi về. Trên cũng người, dưới cũng người, bên hông cũng người. Người buông nghẹt cái xe của tôi, không có lối thoát. Bỗng nhiên trời đổ mưa, mặc dù trời nắng chang chang. Rồi khi tôi đi đến cái nhà ba tờ báo Sài Gòn Giải Phóng, tôi đi đến đó trời cũng nắng chang chang. Khi tôi lên xe đi về thì trời cũng đổ mưa. Đó là gì? Đó là sứ mạng của tôi. Đã bất hiếu với nhân dân thì làm sao yêu tổ quốc. Bà Hằng đâu có fan đâu, không có một người nào, đúng công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Mà bây giờ hàng triệu triệu người dân chính nghĩa, hàng triệu triệu người trí thức, hàng triệu triệu người cựu chiến binh, công an, bộ đội, trường sa, tất cả những người yêu nước yêu chính nghĩa đều là yêu thương bà Hằng. Xuất tha phát ra một mình bà Hằng, mà bây giờ hàng triệu người rồi, còn người ta có bao nhiêu triệu sẵn rồi. Chân lý ở đâu tôi đòi là hết. Và những ai hại tôi, những ai âm mưu đối đầu với tôi, những ai hại dân hại nước, những ai có kế hoạch để làm những trò bẩn thỉu với tôi, từ từ tôi đòi lại hết. Tôi không hăm dọa ai hết, tôi chỉ nói những cái gì tôi nói. Còn lên mà chửi rủa tôi, xúc phạm tôi á, hãy đợi đấy. Trái đất tay tròn, sẽ có dịp chúng ta gặp nhau. Và cái còn lại là tôi mong cái gì? Tôi mong cho một cái đất nước bình an, xã hội trật tự trở lại, và đâu đó khuôn khổ trở lại.
tụi bay cay đắng vì tụi bay nhục đúng không? Chơi bẩn, chơi hèn là cái lũ tụi bay. Tại sao không quân tử ra đối đầu với tao nè? Cho nên khi tôi nói quý vị ơi, bao nhiêu cái khổ đau cứ trút hết lên tôi đi, tôi chịu một mình cho. Tụi bay muốn thưa kiện ai á, thưa một mình tao đi, tao chịu cho. Đừng có thưa người ta. Người ta khó khăn, người ta cũng vì chính nghĩa người ta mới lên tiếng. Tụi bay đừng có ăn hiếp người ta, ngon hiếp tao nè. Một mình tao chịu hết cho. Có những cuộc chiến mà kẻ chiến buộc phải thắng. Thắng đau khổ lắm. Mà thua thì không được, bỏ mạng không được. Buộc mình phải thắng. Thắng quằn quại, thắng tê tái, thắng là đầy thương tích. Buộc phải thắng. Đó là lòng tự trọng của mình. Cho nên thằng là cho anh nè, anh đứng lên anh cho khán giả xem nè. Đó, đây nha quý vị. Đây là cái tiền mà tôi lấy lại đầu tiên á, là tôi tặng cho anh Thi. Đó, 500 triệu này để làm cái phương tiện để anh tiếp tục. Anh có đủ niềm tin, tin vào chân lý, tin vào những người tử tế, tin vào là mình sống đúng. À, anh là người là tạc tượng Phật. Mà quý vị biết không, anh làm tượng Phật là anh đã có tâm rồi, mà anh tạc Phật ra thì anh đã hướng thiện là tu rồi, mà vẫn gặp ba quỷ để cuối cùng anh thân bại danh liệt, tán gia bại sản. Tôi nói cái tiền đầu tiên tôi nhận được là tôi sẽ tặng cho anh Thi. À, nếu sau này mà chị lấy được nữa, chị sẽ giúp đỡ em tiếp tục. Và trước mắt là chị sẽ giúp em như đây. Câu chuyện là vào năm 83 khi tôi gửi đứa con đầu lòng vào trong trường mẫu giáo. Lúc tôi là sĩ quan công an, vợ tôi không có đi làm thì không được nhận vào học. Lý do là hai vợ chồng phải cán bộ công nhân viên hết mới được gửi. Tôi nói vậy thì công dân sao nữa. Tôi ngồi tôi về tôi nằm tôi suy nghĩ, tôi không thắc mắc, không phiền hà cái người không nhận mình. Thì ra là do thiếu trường. Tôi dành dụm tường, anh tin không, vào những năm đó khó khăn thời bao cấp, tôi đã đi xây cái trường mẫu giáo 19 tháng 8 đó. Nên anh thấy tôi xây rất là nhiều trường. Ví dụ trường mẫu giáo 19 tháng 8 là cái trường vào thời bao cấp. Tôi dành dụm tiền tôi xây. Tôi xây trường chuyên Lê Quý Đôn Bình Định, trường chuyên Hùng Dương, trường chuyên Bình Phước, Quang Trung. Tôi xây trường dưới U Minh Thượng tôi xây, và kể cả bệnh viện cho người nghèo. Bây giờ anh xây được bao nhiêu cái trường? Tôi cũng nhiều lắm anh, nếu không lại trường Quỳnh Giám Nghệ, trường là Nguyễn Huệ đâu nhiều lắm. Nói chung là kể cả nhỏ lớn thì nhiều, nhưng mà điều tôi không có không nói lên thôi. Tại vì cái quan trọng cuối cùng mình muốn góp một chung tay một phần nhỏ vô để giải quyết cái khó khăn chung của cộng đồng. Làm từ thiện, bỏ tiền vô là đi cái quỹ mổ tim không đơn giản đâu. Kể cả bây giờ một người mà đứng ra làm, nói xin lỗi á, phải có một cái nguồn thu nhất định, hoặc là có những cái tài sản nhất định, hoặc là phải có một lý tưởng nữa. Ngoài cái công chuyện làm thiện nguyện, phải có một cái lý tưởng nữa. Cái lý tưởng này là cái lý tưởng mà sống để hy sinh, để cống hiến cho đời, thì mới có thể duy trì được cái sự thiện nguyện này. Quý vị thấy không? Đâu có đơn giản đâu. Đâu có thể nào mà một sớm một chiều tôi vui, tôi làm, tôi buồn, tôi nghĩ. Không phải. Không thể nào mà một cuộc mua bán vậy được, mà là sự sống của mấy em. Cho nên á, khi tôi nói ra thì có thể là quý vị hiểu được nhiều hơn. Còn nếu tôi không nói ra thì có nhiều người chỉ nghĩ đơn giản rằng là thảy tiền vô đó rồi mổ, không có đâu. Khi bác sĩ người ta đã có một cái số tiền nhất định trong cái tài khoản rồi đó, thì họ mạnh dạn họ cứu sống tất cả những trẻ em nào nằm trong cái diện mà chúng tôi cứu giúp. Còn nếu mà không thì bác sĩ cũng không thể nào mà bóc tiền túi ra mà để đi cứu mấy em nó, trong khi đó cái sống với cái chết nó có liền kề, có nhìn thấy cũng không biết phải làm sao nữa. Cho nên tôi muốn chia sẻ cái hành trình mà tôi đi làm người tử tế suốt 7 năm qua nó trọn vẹn như thế nào. Tôi mua từng cái máy thở ra làm sao, tôi sắm từng cái giường nó như thế nào, tôi đã làm hết tất cả những gì có thể. Và khi tôi nói đây thì tôi tin chắc một điều là những cái bệnh viện mà tôi đã tới tài trợ, tôi ký hợp đồng á, tôi gầy ra đó, thì họ đều nghe hết. Nghe hết. Nghe tất cả những gì tôi nói là sự thật hết. Đầu tiên là bệnh viện Đại học Y Dược. Đó. Tôi nói nó đi làm người tử tế nó rất khó, nó rất là phải nói là cả một sự thử thách và cả một sự kiên trì, chứ không phải là một sớm một chiều. Vì cái quỹ mổ tim của tôi, quý vị nghĩ xem, tôi mở cái biên độ 500 tới 1.000 em, thì quý vị phải biết cái số tiền nó không phải ít. Mà một ca như vậy có khi lên mấy trăm triệu là bình thường, chứ không có 1-2 triệu như mọi người nói là một đứa sau khi trừ bảo hiểm đóng 1-2 triệu. Rồi có khi có người nói rằng chẳng tốn đồng bạc nào.
Nhiều lắm quý vị ơi, nói chung là mỗi người một cảm xúc thì tôi cũng chẳng có phải là đi chấp nhất để làm gì. Nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị rằng là kể cả ngày mai đến tháng 10 này tôi chính thức dừng lại, thì tôi cũng đã làm hết những gì tốt đẹp nhất rồi. Cái còn lại thì dành cho xã hội, dành cho những người biết đâu khi tôi không làm nữa thì sẽ có rất nhiều người mở cái hầu bao ra để mà giúp đỡ cho những cái trẻ em mà nó nghèo, nó bệnh tật. Quý vị có dịp nào mà đi lên bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Di Đồng, quý vị sẽ thấy những cái cảnh đời người ta khổ đến nỗi mà không có tiền xe, chứ đừng nói tiền ăn, tiền uống, tiền ở. Họ nằm la lết ngày đêm. Bây giờ thì đỡ rồi. Bây giờ thì tương đối là có cái quỹ này, đi lên là có phòng ở rồi, chỉ chờ ngày mổ thôi. Có gì đâu mà khó khăn đâu. Ngày xưa không có tiền, nó khó khăn, nó khổ lắm. Mà chưa kể là y tế bệnh viện nó không có đầy đủ để phục vụ nữa. Nằm la lết, nằm chờ đợi có khi chết. Chưa kịp mổ đã chết rồi, vì không có thể nào mà chờ đợi được nữa. Chúng tôi đã giải quyết tất cả những cái khó khăn nhất. Đấy là hôm nay tôi tự hào, tôi khoe với quý vị rằng tôi đã có 7 năm được sống trọn vẹn với cái đại nguyện của tôi. Lẽ ra tới suốt cuộc đời tôi, lẽ ra đến cả đời con tôi nữa kìa. Nhưng ngày hôm nay thì nói thật với quý vị, tôi rất là xúc động trước những cái lời nói của những người có những trái tim rộng lớn và những giọt nước mắt của các chị em phụ nữ khi mà họ thấu được cái sự khổ đau của tôi, thấu được những cái tổn thương ghê gớm của tôi. Cho nên họ đã nói rằng là hãy nghỉ ngơi đi Phương Hằng. Và có những người họ không cam tâm muốn tôi phải giúp đỡ. Tôi nói thật với quý vị, con người ta sống có đôi khi chỉ cần cái tinh thần thôi. Một khi đã có cái tinh thần rồi là cái sóng cái gió nó không có quan trọng. Người ta có tinh thần sống thì người ta vượt qua tất cả. Nhưng nếu không có tinh thần sống thì không có cái gì là quan trọng nữa cả. Và không có tinh thần sống thì không ai muốn làm gì nữa cả. Tôi không muốn nói lại những cái chuyện nó không vui, nhưng mà có khi nó cũng là cái duyên nó hết. Thì tôi cũng rất là xin lỗi quý vị, và rất là xin lỗi những người đừng hy vọng vào tôi nữa. Bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi tới đây là nó đã đủ rồi. Tôi đã giải quyết tất cả những cái điều có thể rồi. Để rồi khi không thể thì tôi sẽ không có hối hận. Cái tiếp theo nữa đó thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người sẽ thay tôi làm cái việc đó. Tôi tin chắc như vậy. Rồi chúng ta hãy chờ xem. Sẽ có một vài ba người gì đó sẽ tiên phong tiếp tục cái quỹ này. Khi mà chúng tôi dần thì không mở thì chợ cũng sẽ đông thôi. Hả quý vị? Mình sống mình phải có niềm tin. Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Và có một cái điều rằng là không có người này cũng sẽ có người kia. Có đôi khi là nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng tôi vĩ đại, tôi làm như vậy là tôi tốt lắm, nhưng mà chưa phải đâu. Biết đâu tôi nghĩ sẽ có là nhiều người tốt hơn, sẽ có nhiều người tốt hơn nữa. Nếu như pháp luật xử phạt chị vui vẻ. Vì nếu không có như vậy á, làm sao chị biết tụi nó là ai? Khi mà em đã vì cộng đồng em hy sinh thì em chả bao giờ em hối hận. Drama này đó là vì tôi yêu nước, tôi muốn chứng minh cho lớp trẻ nó thấy rằng là không nơi nào bằng quê hương của mình, và bằng chứng rằng những con người mà mang tâm hồn phản động nổi loạn á, chỉ phản động là một loại nổi loạn tâm hồn, sẽ trả cái giá rất là. Cuộc đời này là một trò chơi trí tuệ, khi mà lên tới đỉnh cao rồi á, Hằng nhìn xuống Hằng thấy rõ ràng. Ai cũng nói là nhà giàu, xe hơi, phương tiện giàu có, tất cả là phù du. Nhưng xin thưa quý vị là phải phù phiếm có được những thứ phù du đó. Nhưng mà mình phải sống như thế nào? Mình đừng có làm cái gì tội lỗi, mà mình được thành công trong danh dự và thành công trong một cái gì mà trời Phật đó cho mình, mình mang đi cống hiến cho đời. Cứ có người rất là giàu, rất là thành đạt, nhưng mà họ quá phù phiếm. Nhưng mà rồi cái cuối cùng những cái phù phiếm đó nó trở thành phù du, mà bản thân con người đó phải chú. Sau cuộc chiến này tôi sẽ có rất nhiều kẻ thù, nó đối đãi với tôi như thế nào tôi không cần biết. Nhưng cái tôi làm là mục tiêu tôi đi đến là gì? Là chân lý dành cho mọi người. Cho nên phải nói một điều rằng là ai có lương tâm
sẽ hiểu được trái tim tôi rướm máu vì đâu. Nhưng tôi không sợ đâu, bởi vì một lần tôi sống một lần tôi chết, tôi không sợ đâu. Kẻ thù thì rất là nhiều, nhưng cái sự bình an dành cho tất cả mọi người tôi đổi lấy, tôi không sợ. Cho nên là ai thưa kiện tôi sẵn sàng đi hầu. Bây giờ tôi mới nói tiếp tới cái câu chuyện của Nhâm Hoàng Khang. Quý vị hãy nghe cho thật là rõ, và không cần quý vị phải tin tôi, quý vị hãy nhìn vào những gì tôi đã làm. Thì khi mà tôi bị tấn công á, quý vị biết rằng toàn bộ cái giới nghệ sĩ á, tôi nói rằng cái giới nghệ sĩ trong nước này trừ miền Bắc thôi, một cái nhóm rất đông, cấu kết toàn tội phản động không. Đáng sợ không quý vị? Để tôi nói cho quý vị nghe. Sau khi đó tôi bị tấn công mấy chục ngàn người một lúc, tôi ngơ ngác, tôi ngạc nhiên là tại sao tôi đâu có làm cái gì ai, tôi không có chơi với ai, tôi không có một mối quan hệ nào với ai, sao bỗng dưng tôi bị tấn công như vậy. Tôi ngạc nhiên với quý vị, nhưng lúc đó tôi chưa nhận ra. Sau đó tôi mới treo giải thưởng 1 tỷ đồng để tìm ra cái nick vô thường. Vì nó nói tôi là quỷ mổ tim, tôi sẽ đi môi tim, nó dùng những lời lẽ khiến cho tôi đau lòng lắm. Tôi mới bắt đầu lên tiếng. Thì Nhâm Hoàng Khang á, đã liên hệ đến công ty của tôi và giúp cho tôi tìm ra Cùi Bắp Tiên Sinh. Nhưng Cùi Bắp Tiên Sinh vẫn chưa phải là cái nick vô thường, cũng là trong một cái nhóm mà đặc biệt tất cả nó đều có những cái mối quan hệ với tụi phản động. Mà tụi này là có tên danh sách đỏ đàng hoàng, chẳng hạn như là Thái Văn Đường, Nam Quang Tiến Dũng, Phạm Nhà, rồi người buôn gió, kinh khủng đó nha quý vị. Để nói quý vị nghe hết, tôi mới nhận ra, chính tôi nhận ra. Thì sau đó tôi mới phát hiện ra là cái nick đó thì Nhâm Hoàng Khang chưa từng lấy của tôi một xu. Nhưng mà em ấy nói với tôi như thế này nè: bây giờ em, nếu em không nói em nhận tiền chị thì xã hội nó sẽ chửi chị rằng chơi dơ. Em tìm ra cho chị cái nick rồi mà chị không cho em tiền thì em người ta chửi chị, cho nên em nói rằng là em sẽ nhận của chị 500 triệu. Là vì em ấy nói, chứ tôi chưa bao giờ cái là từ chối cái chuyện mà tặng em ấy 1 tỷ, và em ấy chưa bao giờ nhận tôi dù một xu. Đó là gì? Đó là cái nghĩa khí của em ấy đã dành cho tôi. Thì quý vị biết rằng á, cuộc đời của tôi á, tôi không có thở phổi ai đâu. Nếu quý vị nào đã từng theo dõi tôi, biết tôi á, con người cực kỳ tự trọng. Có một cái điều, cái điểm yếu của tôi là tôi sống hơi tình cảm. Có đôi khi tôi bị mũi lòng trước cái sự tốt bụng của ai đó, nhưng sau cái sự mũi lòng đó tôi cũng có cái chính kiến của tôi, và tôi phải giật mình, tôi kiểm tra lại chứ. Và quý vị cũng biết rằng là sau cái vụ mà tôi với Nhâm Hoàng Khang á, bị VOV kết tội là chúng tôi đã dùng IT thuê tập đoàn, thì quý vị biết không, tôi đã phát hiện ra là một người làm ở báo pháp luật kết nối với kể cả cô gái Đồ Long, hân hoan hạnh phúc khi mà cái kênh VOV bị sập mới sợ chứ quý vị. Tại vì tôi nói quý vị nè, tôi không muốn liên quan tới vấn đề chính trị, cho nên tôi không bàn tới. Nhưng tôi muốn tự vệ ở đây là gì? Thái Văn Đường đã chỉ đạo cho ai để đánh sập cái kênh này? Tôi có luôn. Đây, tôi không muốn dính vô, nhưng tôi nói quý vị nghe, nói chuyện với nhau như thế này nè, chửi chết bà nó đi, là thằng Thái Văn Đường. Thì một cái em này mới trả lời lại là giờ không chửi nó nữa, mà dùng pháp luật để chơi với nó. Có nghĩa là gài tôi, hả quý vị? Gài tôi vô vấn đề VOV, và VOV đã đăng bài quốc tôi te tua. Quý vị cũng nhìn thấy rồi đó. Nếu mà quý vị nào á mà theo dõi thì quý vị đã hiểu rồi. Thái Văn Đường còn nói rằng là khích cho thanh tra chính phủ, khích cho công an bắt mẹ nó đi. Quý vị thấy tội cho tôi không? Mai Phước là có ông Tô Ân Sô gì đó đã lên tiếng rằng không liên quan tới Nhâm Hoàng Khang. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, đây là một cái âm mưu. Tất cả những gì tôi nói là tôi phải tự vệ bản thân tôi, và tôi phải tự vệ. Nếu không có chính quyền vào cuộc
thì tôi bị mang tiếng muôn đời và tôi bị chụp mũ muôn đời nha quý vị. Trước khi Nhâm Hoàng Khang lôi ra cái câu chuyện mà là bị đánh sập cái VOV này, vì sao Nhâm Hoàng Khang liên hệ với công an và ngay cả cái kênh VOV Nhâm Hoàng Khang đã gọi điện thoại đến để báo, thì có một luật sư đi phỏng vấn em ấy, gài em ấy vào cái câu chuyện là em giỏi quá, em đã từng giúp chị Hằng để lấy 1 tỷ đồng, là em đi hacker, em đã thế này thế kia để gài thằng nhỏ. Để rồi khi mà VOV là một hai người báo chí lên tiếng chụp mũ quy kết tôi với Nhâm Hoàng Khang, coi như là tôi thuê cả một tập đoàn để đánh sập VOV, đưa tôi vào cái câu chuyện chính trị là phá hoại tài sản của nhà nước. Quý vị thấy có ác không quý vị? Trong khi đó tôi không hề biết một cái gì cả. Nếu mà nói về công nghệ tôi ngu nhất. Thậm chí cái điện thoại của tôi còn không sử dụng gì giỏi nữa. Tôi nói thậm chí quý vị á, già rồi nó cũng lú lẫn. Mà tôi cũng không phải chuyên ở không mà để ngồi mà để mà biết những cái thông tin về máy móc đâu. Mà chụp mũ tôi với Nhâm Hoàng Khang và họ đã hả hê khi ngày 13 VOV chính thức bị sập mạng, thì ngày 12 họ tổ chức ăn mừng đó quý vị. Thì quý vị thấy rằng là những cái thủ đoạn này có ác không quý vị? Trong khi đó tôi là một người công dân lương thiện, kể cả em Khang cũng là một người công dân. Dù cho trước đây em ấy có những cái sai lầm gì, nhưng bây giờ em ấy là đã trở thành một người đàn ông rất lương thiện, có vợ có con, sống một cuộc sống rất đàng hoàng. Tại sao chụp mũ chúng tôi? Trong khi đó chưa có một cái bằng chứng nào cụ thể hết mà dám nói chúng tôi là những con người gọi là dùng thuê mướn IT. Tại sao họ đã đi qua cả pháp luật? Và có những cái câu chụp mũ tôi là tôi đã lợi dụng mạng để làm cái gì? Để tôi được cái gì? Cho nên quý vị có coi cái ngày đó tôi tức quá tôi khóc. Tôi khóc vì sao? Tôi bị ức. Tôi không biết cái kênh VOV là cái gì cả. Tôi không biết một cái gì hết mà đổi thừa tôi trút lên đầu tôi. Trong khi đó thằng Thái Văn Đường nó chỉ đạo như thế nào, với một cái nhóm người như thế nào, vì tôi không muốn dính dáng vô. Nhưng tôi tin chắc là an ninh mạng sẽ có những thông tin. Chắc chắn một điều tôi còn có, làm sao an ninh mạng không có được. Quý vị nghĩ đi, nó chỉ đạo đánh sập cái mạng như thế nào rồi đổ lên đầu tôi. Nếu như không có các cơ quan pháp luật ra tay ra, thì trời ơi, tất cả mọi người đã nghĩ oan cho tôi rồi. Tính cách của Hằng chịu đựng hay lắm, giỏi lắm đó quý vị. Hằng giỏi chịu đựng lắm. Chịu đựng đến nỗi mà người ta nghĩ là nói đúng quá cho nên nó im. Không phải đâu, chưa đến lúc, vì cuộc đời còn rất dài. Nhưng sẽ có một ngày nào đó quý vị sẽ tự thấy rằng con Hằng này nó nói đúng. Mà sau lưng tôi là ai? Là một ông Quỳnh Vi Dũng. Tôi có sai, còn chồng tôi sau lưng nhắc nhở tôi. Chứ không phải là ngu cả vợ lẫn chồng đâu, đừng có coi thường. Cho nên những người á, suốt cuộc đời á, chỉ biết phán xét người khác mà không bao giờ nhìn lại mình. Hãy soi lại cuộc đời mình, nhìn vô tấm gương mình, nhìn vô cái nhà mình đang ở, cái xe mình đang đi, cuộc sống mình đang là ai. Thì mình hãy nói những người như chúng tôi. Nhưng ở đây có một điều là mọi người đã nhìn thấy được cái bản mặt thật của những con người chuyên đi mị dân, lừa dối nhân dân, hút máu đồng bào, từ thần y, thần linh, bán thuốc, lừa đảo Bitcoin, cho đến quyên góp tiền từ thiện. Năm cái thứ này nè, có cái bà Hằng á cũng không thể phủ nhận được, cũng không thể sống lại được, cũng không thể đứng lên được. Không còn ai chống lưng cho tụi mày, coi như là sống lại trong lòng nhân dân. Tụi mày chết trong một nốt nhạc, chết dưới tay của bà Hằng, rất là xứng đáng. Còn bà Hằng thì làm sao chết trong tay tụi mày được? Vì một sự khập khểnh. Thứ nhất, không có cái gì qua cái lương tâm. Tụi mày không bao giờ giết chết lương tâm bà Hằng được, cho nên nó không thể so sánh được. Và cuối cùng, cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác. Mọi điều bà Hằng làm, nhân dân đã rõ, đúng không? Bà Hằng đã thắng trong lòng dân và tụi mày đã thân bại danh liệt, chết trong lòng nhân dân và nhục nhã đến muôn đời. Thế là mới thấy rằng là người có tâm có lòng trời không bao giờ phụ. Bây giờ á, không ai công nhận, nhân dân công nhận, vậy là đủ rồi.
Cái cuộc chơi này cực kỳ đẹp, cực kỳ né và cực kỳ chính nghĩa nha quý vị. Tôi một lòng chơi vì cộng đồng, không phải lợi quyền lợi cho. Và tôi chơi tất tay với tụi nó, bởi vì tôi không muốn tiếp tục chúng ta bị sống trong những chuyện lừa dối như thế này, rồi tới con cái của chúng ta cũng vì tụi nó. Rồi để cho bà nói chuyện tiếp nha. Xin phép con nha. Ngoan. Trong 3 tháng nay, ví dụ trước đây bà không biết rằng là tôi đã dự báo trước cái chuyện này có thể xảy ra. Tôi cảm nhận rồi, nếu tôi là trục lợi là tôi sẽ mua những cái thứ cần thiết, kể cả thuốc men của y tế, kể cả những cái đồ để tôi kinh doanh mua bán. Mà tôi nói thật sự, trong lúc nhân dân hoạn nạn như thế này, nhất là những cái trận đại dịch, mà chúng ta nghĩ cái gì đó để làm, để bóp cổ người dân, để chúng ta kiếm tiền trong kinh doanh như thế, thì tôi thường gọi là cái đó là nó kiếm đồng tiền đó, mà thay bằng mua đồng bán 3-4 đồng không rào đất. Ví dụ như 50.000 cái bình oxy tôi đây, tôi nói thật á, tôi đặt hàng cách đây 3 tháng, biết rằng khi dịch bệnh xảy ra, cái điều khó khăn nhất đó là vật tư y tế, mà cái điều quan trọng nhất đó là cái hơi thở. Nếu lúc bà con mình khó khăn khó thở, mình chia nhau cái hơi thở đó, mà không có yếu tố kinh doanh, các người thân của tôi, bạn bè của tôi, họ chia bình oxy lại, tôi nói tôi không có chia được. Nó mang tiếng nhiều lúc người ta nói rằng tôi buôn bán, tôi giới thiệu cái đơn vị bán cho tôi đó, họ bán cho. Chứ nếu bình oxy này mà tôi mà đem tôi bán lại thị trường, xin lỗi, chắc cũng lãi hơn cả 100 tỷ. Lãi hơn cả 100 tỷ, không làm được cái điều đó. Và cứ nghĩ làm sao, cùng với dân mình, mong cho dân mình, cho đất nước mình thoát qua đây, cũng coi như nó là một cái kiếp nạn. Đại dịch mà không ai muốn hết, không có ai mà mong cầu chuyện này. Thì tôi mong thêm là tất cả những nhà kinh doanh đừng, chúng ta có lời vừa phải. Chúng ta mua 10 đồng chúng ta trừ chi phí rồi, chúng ta lời được chừng 10%, 20%, chúng ta bán cái gì lại cho dân trong lúc hoạn nạn này. Nếu chúng ta không cho được, chúng ta không chia được, chúng ta không gánh được những người dân khó khăn, nhất là đặc biệt là những người nghèo, thì chúng ta đừng làm cái chuyện thấp. Tôi phải làm tất cả để chứng minh cho quý vị thấy rằng là cuộc đời còn có chân lý. Cái combo deal hấp dẫn thì mời cô chú anh chị hãy cùng đón xem tại live stream video này nhé. Giới thiệu đến cô chú anh chị là bột ngũ cốc 15 vị ăn liền Hàn Quốc này. Và một cái hộp này sẽ có tất cả là 40 gói. Đây là món ngon rất là tiện lợi và chứa 15 loại ngũ cốc, và thay thế những bữa ăn mà nó sẽ ít calo hơn và giàu chất dinh dưỡng. Và cái thành phần là 15 loại bột ngũ cốc chính là bột khoai mì này, bột gạo lứt, bột đậu nành, bột mè đen, bột lúa mạch, bột đậu đỏ, kê này, đậu đen này, bột nếp, bột cao hương, bột mè đen này, yến mạch này, bột mì này. Và cái cách dùng của nó là chúng ta sẽ khuấy với nước ấm hoặc là nước lạnh, hoặc là có thể trộn với cả sữa nữa để có thể uống. Mua một hộp bột ngũ cốc 15 vị Hàn Quốc 315.000 thì sẽ được tặng ngay một combo rong biển là giá là 28.000 của chú anh chị nhé. Một cái deal rất là hời, cô chú anh chị và các bạn có thể comment nhắn tin cho Phúc hoặc là liên hệ qua số điện thoại 0374 590012. Chú anh chị là nước hồng sâm có củ, bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong. Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé. Nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi, cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da. Và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000. Cô chú anh chị sẽ
sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé. Tiếp đến cô chú anh chị, đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này. Và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết, 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc. Và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc, mạnh nha, hương thảo mộc, rất là tốt cho sức khỏe. Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu, giúp tỉnh táo tinh thần, nâng cao cái hệ thống miễn dịch này, phòng ngừa tiểu đường, đẹp da, chống oxy hóa. Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này. Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé. Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml. Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời, bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt đến cô chú, anh chị và các bạn. Đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhá cô chú anh chị nhá. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C. Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát. Và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống, vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này, mà mua 2 kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45.000. Mua 2 tặng 1 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Cảm ơn mọi người đã thả tin thả like nha. Ở đây là có 4 loại hộp táo đỏ. Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này. Đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Đây, táo đỏ này nữa. Đây. 4 loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và giới thiệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu, an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 1 cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại. Cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn. Chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe, hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này, và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm cho chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nhé. 4 loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. 2 hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân của chú anh chị nhé. Đây, 2 hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây, hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được
tặng một gói kẹo sâm 45.000 của chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà Dũng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này, thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng báng. Một cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000 và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi để giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng vượt tặng 1 dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal này nhá. Đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô liu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ mát xa da đầu tầm khoảng độ 5 phút, và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch. Thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé. Sẽ được tặng một gói. Mua 10 gói sẽ được tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói ấy. On mọi người nhé, đây là sữa tắm on này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Cho một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Thì một chai sữa tắm nước hoa này sẽ có giá là 250.000 cho một chai 900g của chú anh chị nhé. Và đặc biệt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mua một chai sữa tắm nước hoa on của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa on Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa on Hàn Quốc 195.000 này
thì sẽ được tặng ngay một tuyếp dầu lạnh. Tặng ngay một tuyếp dầu lạnh. Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Những dầu xoa bóp, ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 khi mua một chai sữa tắm nước hoa On thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuyếp dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm này. Mặt Innisfree trà xanh thì cái lọ này sẽ là 150ml và thích hợp cho những cái loại da bị kích ứng với ô nhiễm môi trường này. Da mụn này có khả năng làm sạch sâu, tái tạo với làn da và làm sáng da, chống oxy hóa và ngăn ngừa mụn rất là hiệu quả. Cái sữa rửa mặt Innisfree này thì sẽ kháng viêm và chống lão hóa, giúp sáng da và ngăn ngừa mụn, chống viêm nữa. Nó sẽ dùng cho da mụn nhé. Những ai mà đang bị da mụn thì nên dùng cái sữa rửa mặt Innisfree này. Da thường thì cũng đều có thể sử dụng được. Sẽ giúp tẩy rửa làn da của chúng ta sạch sẽ. Mua một sữa rửa mặt Innisfree 250.000 thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000. Đây chính là cái deal rất là hời để cô chú anh chị nào mà thích làm sạch da và giúp cho làn da ngày càng ít mụn, trắng sáng hơn. Mặt thải độc rau củ cô chú anh chị nhé, cũng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Chị cùng xem đây, đây là cái sữa rửa mặt thải độc 301 này. Và cái sữa rửa mặt này là nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất hoàn toàn từ rau củ quả, công dụng là rửa mặt, tẩy trang và mặt nạ 301, vừa giúp rửa mặt, vừa giúp tẩy trang và giúp làm mặt nạ để cho làn da của chúng ta làm sạch bụi bẩn này, dầu bã nhờn sâu bên trong da. Nó sẽ giúp cả tẩy trang nhé, những ai mà hay trang điểm nhiều có thể dùng cái này để tẩy trang luôn. Và sẽ giúp khả năng kiềm dầu, ngừa mụn, cấp ẩm cho làn da. Và kết cấu gel khi mà lên da sẽ nhanh chóng giải phóng oxy và sủi bọt. Thì đây là một lọ là 300ml và nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc của chú anh chị nhé. Thì một cái sữa rửa mặt thải độc rau củ này ấy, có giá là 300.000. Và mua từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mà mua sữa rửa mặt thải độc rau củ 300.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000. Đó là một cái deal cực kỳ hời, mọi người có thể liên hệ với Phúc qua thông tin Phúc cũng hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là tẩy da chết Arahan nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Ở đây có rất nhiều hương vị, ví dụ như vị cam này, lavender này, than hoạt tính này, vị sâm này và vị táo này. Thì cô chú anh chị thích vị nào thì có thể lấy vị đấy. Thì tẩy da chết Arahan ấy, lọ của nó sẽ là 180ml. Như thế này, rất lớn như thế này. Một cái này nó sẽ giúp tẩy da chết mặt này. Và cái chiết xuất của nó là từ trái cây. Ví dụ như đây là tẩy da chết vị sâm này, rất là thơm. Đây là tẩy da chết vị sâm, bắt từ trái cây này, loại bỏ tế bào da chết, đen sạm này và loại bụi bẩn trên da, thu nhỏ lỗ chân lông này, da mịn hơn và bổ sung nhiều dưỡng chất nuôi dưỡng làn da mịn và trắng sáng. Và đặc biệt là cái tẩy da chết nó sẽ loại bỏ bã nhờn trên da, hạn chế việc tiết dầu nhờn và giúp lỗ chân lông sẽ thông thoáng và giảm mụn hiệu quả. Ví dụ như chồng của Phúc là sử dụng cái này rất là hiệu quả này. Cứ sử dụng tẩy da chết này là giảm mụn đi rất nhiều và giảm nhờn trên da, càng ngày càng đẹp trai. Và kích thích sản sinh ra collagen và da sáng và sẽ giúp căng đều những cái sắc tố da. Cảm ơn mọi người đã thả tim thả like nhé. Bình thường một cái tẩy da chết này sẽ có giá là 120.000 cô chú anh chị nhé. 120.000 cho một tẩy da chết. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì bên Phúc có một cái deal rất là hời. Đó chính là mua một tẩy da chết Arahan 120.000 thì sẽ được tặng ngay một kem đánh răng 55.000. Thì đây chính là một cái deal rất là hời. Mua một tẩy da chết 120.000 tặng một kem đánh răng 55.000. Thì cô chú anh chị có thể comment inbox cho Phúc để được cái deal này nhá. Giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn chính là xịt chống nắng GM Solution màu xanh nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây chính là một tip xịt chống nắng GM Solution xanh Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Nó sẽ giúp bảo vệ da ngày nắng hè, được dùng nhiều nhất cả ở nam và nữ đều thích dùng. Không chỉ ngăn ngừa cháy nắng mà còn giúp ngăn ngừa lão hóa nữa. Cái xịt chống nắng này sẽ giải quyết được cái tình trạng là khô da và bí da khi mà chúng ta dùng kem chống nắng ấy. Nó sẽ chiết xuất từ bột ngọc trai thiên nhiên cao cấp và các chỉ số chống nắng rất là cao, SPF là 50 trở lên. Và nó sẽ giúp chống tia UV, hạn chế gây những cái sự âm sạm lão hóa, những cái bệnh về da. Và nó sẽ dưỡng ẩm một cách rất là hoàn hảo và chăm sóc da làm sao để căng mịn và đều màu nữa. Nó sẽ không gây bí da và khô da như mà chúng ta dùng kem chống nắng đâu. Nó cũng sẽ không bị nhờn rít và khó chịu.
Và ngày hôm nay có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một xịt chống nắng GM Solution nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 185.000 mà thôi. Giá là 185.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cái dưỡng môi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000 của chú anh chị nhé. Chú anh chị và các bạn có thể liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590012 để nhận một cái deal rất là hấp dẫn này nha.